nha. giờ dạ, dạ. xin lỗi cái miệng mình còn tí xíu kẹo để tại mình ngao ngậu ngậm kẹm thông cổ á, cho nó không bị ho để mình nói chuyện mới được. mô này nha, tham ba người hả? Hôm nay làm đề tài gì? Thì hồi tối hôm qua những cái chuyện chính trị và thời sự của Việt Nam chị Lisa đã làm hết rồi các bạn biết không? Thì Henry không có làm đề tài đó được. Chửi cộng sản chỉ là chửi để làm một cái trò giải trí thôi nhưng mà mình tâm điểm là bây giờ á những cái gọi là cái phong cái cái dư luận cái facebook này bên phía anh huy họ đã bị bất đồng tin hết rồi các bạn biết không từ từ cái chuyện cái chuyện anh huy sẽ lắng dịu xuống thôi và cái cái, cái tài cán của anh huy huỳnh quốc huy đó sẽ từ từ sẽ biến mất chẳng khác gì đào minh quân cả chuyện đó là thực tế phải xảy ra tại vì những ai đã hiểu rồi con người ta facebook này là một phương tiện truyền thông nó là một cái con dao hai lưỡi nó đem đến cho bạn sự vinh quang thì nó cũng phải đem cho bạn xuống dưới địa ngục đó là điều đó tại khi con người ta đã lên facebook này bằng cái tâm tà tâm lừa gạt thì sẽ họ sẽ hưởng lấy những cái hậu quả giống như ông đào minh quân đó. Còn nếu bạn lấy cái facebook này giúp đời thì đời nó sẽ hậu đại bạn không phải bằng tiền đâu bằng những cái thứ khác vô hình. Tại vì facebook này là lãnh vực tuyên truyền bãi dạy cho nên facebook này đó để cho cảnh báo những người nào đang dùng cái phương, cái phương tiện truyền thống này mà âm mưu đen tối mấy người đó sẽ bị lãnh những cái hậu quả chẳng khác gì ông đào minh quân và trần quốc huỳnh uh, quốc huy người kế là lâm ngân mai mày sẽ bị facebook này đá ngược mày nha lâm ngân mai Đáng lẽ tao không kêu bằng bằng em mày cái dai em bốc tao. Tao phải giữ cương vị người làm anh. Tao ăn nói với mày là sự. Nhưng cái chữ là sự của tao. Không có trao cho nơi mày. Cộng sản tao chửi xúc vật. Đám mày tao cũng chửi xúc vật. Những đứa sống mà cái nhờ Facebook này mà cạp đô la. Và trà đạp. Cái lòng tin kiều vào hải ngoại. Là cái đám xúc sinh tụi bay. Tao thức vọng một điều. Ông Du đã từng cung cấp tiền cho mày vì lý do gì ta không biết. Nhưng mà ông ta là một người đàn ông. Thiếu bản lãnh. Không dám lên Facebook này. Để mà tố cáo những hành động. Nói cái chữ hèn. Thì thấy tội nghiệp. Nói cái tự mức trách nhiệm mới đúng hơn. Khi một người làm đàn ông. Mà làm một cái điều gì đó rồi. Không có trách nhiệm rồi là người đó không làm được gì đâu chỉ biết khóc biết la biết than trên facebook là mình đã bị gạt tiền cái sự gạt tiền đó tiền mất không quan trọng thể diện mới quan trọng lá cờ vàng để tượng trưng cho kiều bào hải ngoại mới quan trọng mà hắn ta không có trách nhiệm thì trong xã hội này hắn không làm được gì đâu chỉ tham gia facebook chơi cho đỡ buồn thôi không giúp ích gì được cho xã hội cả đó là tôi thất vọng nơi anh 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 du tôi không sỉ nhục anh ta anh ta không phải là cộng sản nhưng mà tôi không tôn trọng vì một người đàn ông mà đã làm việc tại sự vì chính nghĩa cho việt nam thì phải biết trách nhiệm đâu vào đó bây giờ đã bị cái con nhỏ ranh ma gấm ngấn mái này nó đá dò lái rồi trốn ở đâu đó mà không lên đây mà để giải quyết để cho những anh em kiều bào hải ngoại như chị kiều ở bên canada như henry rồi tương lai sẽ có những người khác như anh john nguyễn ở canada đứng lên mà đấu tố những cái đứa súc vật này anh ta vẫn im lặng làm ngơ sau những lúc anh ta đi quyên góp tiền để giúp cái đám dân chủ cội này anh ta khí thế lắm anh ta nhiệt tình lắm mà sau khi bây giờ xảy ra cái hệ lụy này chốn mất tiêu đâu rồi cộng đồng mạng cả tầng lễ nay đang lòi lên cái dân chủ cụi này đây hello anh nha anh thấy nha tại sao không lên đây để mà tiếp một tay để mà gạch mặt cái sự thối tha của cái đám súc vật này đó là cái đạo diễn anh là người đạo diễn chuyện này thì anh phải là người giải quyết chuyện này tại sao để cho anh em tụi tôi giải quyết chuyện này thúy công vô những cái đứa súc vật như vậy Tại vì tụi tôi phí công vô, phí thời gian nhiều đứa xúc vật như vậy là biết tại sao không? Tụi tôi muốn ngăn chặn cái chiêu trò buôn bán cờ vàng của tụi nó. Tại vì tụi nó lợi dụng cái chiêu buôn bán cờ vàng. Tụi nó comment vô. Tụi nó nói là nó đi, nó có công. Đợi nó đi tuyên truyền lá cờ vàng cho giới trẻ nhận thức được lá cờ vàng như thế nào. Đó là một biện luận ngu sững. Giới trẻ bây giờ nó không cần biết cờ vàng là gì cả nó chỉ biết ai đứng sơ lưng nó giúp đỡ nó coi chống lại tà quyền cộng sản và giữ lại môi trường trong sạch cho họ ở là họ sẽ theo thôi còn cái lá cờ vàng nó chỉ là một cái cớ chứ không phải người lá cờ vàng anh gãi anh kêu người ta in lá cờ vàng và làm những cái quần áo lá cờ vàng rồi đi rêu lên Sài Gòn mà họ không có hiểu một ý thức gì lá cờ vàng cả. Cái lá cờ vàng đó, tụi nó đã bị lợi dụng ở bên Việt Nam, tụi giới trẻ. Bản thân anh muốn đem cái chuyện lá cờ vàng về Việt Nam để cho họ giới trẻ biết. Bạn chỉ gửi cái lá cái, cái hình tượng lá cờ vàng vậy thôi. Bạn không biết là hằng ngày họ đang nhục mạ cái lá cờ vàng đó. Và ngày hôm nay, những người kiều bào hải ngoại cho tôi, chúng tôi, đang trân trọng lá cờ vàng và bản thân anh cũng trung trọng lá cờ vàng mà bị cái đám nhanh ra trẻ con đó nó đang sỉ nhục vào vậy lòng tự trọng của người lá cờ vàng đâu sao không lên mà đổi chứng đó là một điều sỉ nhục bởi vậy henry mới ba ra mặt vạch trần những cái chuyện đó chuyện lá cờ vàng này không cần phải bơm dưới lận lên nữa đừng hằng ngày đừng để cho những cái đứa lâm ngân mai bặn lá cờ vàng và đi đấu tá ngược lại những người đang yêu lá cờ vàng những người yêu lá cờ vàng hải ngoại họ đem tình thương về họ đem tiền họ đem cái nguồn coi như là đó châm ngòi họ mang đi cái ngọn lửa đến cho dân tộc việt nam đứng dậy tan cái lũ cộng sản nếu mà đập tan lũ cộng sản khó quá gì cũng phải chống lại cái đám ta quyền súc vật đó nó đã ngồi trên đầu 42 năm nay là người mang biểu tượng lá cờ vàng đó đây cái nguồn lửa về cho người dân tộc việt nam mà cái đám súc vật của lâm ngân mai nó bận áo cờ vàng nó làm gì nó đem nó riêu rao nó thâu tóm bày đàn nó buôn bán chính trị nó buôn bán biểu tượng Vậy là nó đang nhồi sọ cái đám trẻ đang mang biểu tượng lá cờ vàng. Và họ không biết cái lá cờ vàng như thế nào cả. <laughs> những cái đám trẻ thành viên của Lâm ngân mai. Họ chưa bao giờ ẹp phen với những kiều bào hải ngoại tươi túi. Và họ hang về vấn đề lá cờ vàng cả. Chưa bao giờ. Những thành viên trong đám lâm ngân mai đó. Nó chỉ biết lập nhập nhóm lập hội đó làm cái chuyện tào lao ở Việt Nam và có thế chống lưng như henry đã nói và không muốn nói nhiều nữa nếu lãnh vực chính trị này anh du cảm thấy mình không có tài thì mình phải chấm dứt những cái hành động quyên góp tiền bạc hay mua bán ủng hộ cái lá cờ vàng này đừng có nhúng vô tiền bạc tiền bạc để người ta quyết định lấy đừng mượn lá cờ vàng này giao quyên góp tiền bạc một lần nữa để một đứa trẻ ranh ma nó hỉ mũi chưa sạch nó cười lên đầu henry đã có những chứng cớ trong tương lai nó sẽ đá vào lãi anh du đó mà henry chưa có tung lên mạng thôi chưa đến lúc mà tôi biết anh du cũng đã ngửi được cái mùi nó phản anh rồi tại vì con lâm ngân mái này nó cũng chẳng khác gì cái lũ sống hai mang tôi đã phát hiện ra được đi đi nơi xấu đầu đấu tố người yêu nước <laughs> bây giờ cái bạn kali nè kali lê nè tôi là phụ nữ còn không ưa nữa bạn không biết gì là nhục hả ở đâu có gì làm rảnh mà đi đấu tố người yêu nước cái bạn kali này nói ai yêu nước lâm ngân mai yêu nước đúng không hay là henry yêu nước hay là bạn yêu nước bây giờ Henry cái mục tiêu của Henry là lâm ngân mai bạn nhìn vào cái lâm ngân mai đi bạn thấy cô ta yêu nước hay là yêu tiền hả bạn thấy cô ta yêu nước hay là yêu lá cờ vàng cô ta chẳng biết gì về lá cờ vàng cả cô ta chỉ tìm lịch sử lá cờ vàng vì thuộc về vô thành thái thôi thì cái lá cờ vàng đó không phải riêng của việt nam cộng hòa cái lá cờ vàng đó là của vua Thành Thái đúng. Nhưng thủ đoạn nào để làm cô ta yêu nước? Hành động nào? Nếu yêu nước thì đừng nhận một cái đồng tiền hải ngoại từ Trịnh Du. Tụi bay, tới giờ tao chửi tụi bay nè. Tụi bay đừng lên đây mà mang cái mặt xúc giật. Để mà comment những cái bớ vớ vẩn xưa rồi hàng ngày ta khư tụi bay ra để cho chúng chửi vô cái đầu tụi bay nó xúc giật đừng làm ơn đừng nhảy vô facebook này mà làm những cái chuyện yêu nước mày yêu cái con má mẹ mày mày yêu đô la chứ bị yêu nước con mã mẹ mày đô la đã sống che mắt cái lũ xúc giật tụi bay rồi yêu nước cái gì mà yêu nước đừng cái chữ yêu nước để đổi lấy ô la giống như thằng huỳnh quốc quy có đâu tụi bay yêu đô la đó bắt đầu đưa những nhân vật có người tung tin với tao nhưng mà tao không kiểm chứng được nhưng mà khi tao chơi tiền không đó tao cũng phải quăng những cái thứ này lên cho dân chúng người ta đi tìm hiểu bộ cái mặt thật sự của mày cái mặt sau lưng của mày nha lâm ngân mai cái con nhỏ tao biết mày đang sống Đằng sau lưng mày có những cái số tiền ủng hộ người ta không biết. Nhưng mày là cái dạng không chịu đi lao động. Mày sống bằng cái nghề Facebook và Youtube. Mày câu view vờ. Mày câu like. Để mày có chương mục để lãnh tiền Youtube. Và thậm chí mày có view vờ trên Facebook. Mày lãnh tiền một những cái lĩnh vực khác tao không biết. Để lèo lá dư luận Facebook này. Đi theo mày để nhồi sọ hay đánh lạc hướng dư luận tao biết mày sống bằng cái nghề đó mày là cái con nhỏ làm biến lao động tao chưa nói về cái kệ nghề tay trái của mày nữa tại tao chưa có hành động để xác thực được mày đã hợp tác với con hồ xuân hương bơm dư luận lên kêu nó là một cái facebook bữa đó đốt xe sh lên phải không Tao nhớ hôm bữa cái con nhỏ Hồ Xuân Hương đó nhau xâm chỗ đầy mình nó làm một cái chương trình tào lao bu xịt sợ sự. Nó nói với dân chúng là nó sẽ đốt trong vòng á một bảy tiếng hay mấy tiếng đồng hồ sao. Nó sẽ đốt với chiếc xe SH của nó. Nếu bà con cho nó một ngàn một triệu view gì đó, view vờ đó. Là mày kết nối với nó để cho dân chúng ù vào cái con mắt trang phai nó để coi nó đốt chiếc xe SH của nó không. Rồi lúc đó mày mới tạo những cái nick giả hưởng ứng phong trào để khích con nhỏ đó đốt xe đó thôi. Nhưng mà mày với nó đều PI với nhau cả. Sau khi đó mày làm cái Facebook mày lên mày chửi nó, mày nói nó là từ thiện, độc khoát từ thiện. Tụi bay chơi cái trò đó giống như cái thằng hot boy xâm chỗ cả. Mấy cái trò tụi bay chỉ trò con nít ranh ở trên Facebook thôi tụi bay trong chính trị tụi bay chẳng giúp được cái gì cho kiều bào hải ngoại cả và nếu tụi bay đem cái lá cờ vàng của vua thành thái ra để tụi bay tượng trưng thì tụi bay làm những cái trò chính trị đi tụi bay làm những cái trò chính trị như chị lisa hay những anh em khác làm đi đừng lấy cái chuyện bu xịt đó mà đổi bằng tiền bi a sống bằng nghề ủa mà truyền thông diêu tiếp cái con nhỏ lười lao động lười biến mày Tao nhìn cái tính cách mày là tao biết mày muốn làm đàn anh, đàn chị rồi. Mày có sống chiêu nạp bài đàn để mày sai khiến. Mày đứng mày chỉ tay năm ngón, mày muốn mày làm lãnh đạo giống như thằng hồ bả chó vậy đó. Tao nhìn tao đoán được chuyện đó. Tao sẽ đánh sập mày. Giống như cái thằng là thời cái thằng gì mà quyền nó đã quyên góp tiền tiền từ thiện cái đợt gì rồi tao quên tên là hoài bắc tao sẽ thôi dở tao đánh sập mày nếu mày lên Youtube và lên Facebook, mày kêu gọi đồng tiền của mày nuốt để lừa gạt dân ở trong nước đi, thì không liên quan với tao đâu. Nhưng mày lỡ cái cái lá cờ vàng đó, mày lừa gạt tiền kêu bà hải ngoại nước ngoài tao. Thậm chí mày còn phải xịt đá dò lái ngược lại Jenny Strand và JB Thanh Lân và một số anh em khác nữa. Là tao biết con người xúc giật của mày Sống qua cầu rút gián Ăn cháo đá bát Phan Anh Đúng rồi Phan Anh Mày đã theo Phan Anh cả tháng trời Tại vì mày cúng nó hết 5 triệu đồng Cho cái quỷ từ thiện đó Mày đau lắm Bởi mà mày theo nó Để mày cố tình mày đang biết người ta đang theo dư luận, Rồi mày đấu tố nó Để mày lấy số viewer Theo dõi mày Mày là con nhỏ sống theo Facebook, giữa Facebook mà sống. Thì tao sẽ đánh sập cái tư tưởng mày không còn view vờ trong đây nữa. Để cho Cộng sản nó cung cấp tiền mày mà sống. Mà Cộng sản nó cung cấp tiền mày mà sống, mày thì mày phải làm việc cho nó. Mà bản chất của mày sống về cái ngành truyền thống này. Thì tao chặn đứng ngay cái tên truyền thống này. Tao cho mày rớt đại luôn. Thì mày lấy gì mày sống nữa cái đám súc vật tự bay chị không biết lao động sống bằng cái ngành truyền thông hay không thì tao sẽ cản điều đó mày là mày cuối cùng và thần huỳnh quốc quy cuối cùng hai nhân vật tự bay trong tương lai việt nam nếu đã biến mất rồi thì không còn ai lên diễn đàn nữa mà làm khai dân trí hay là nhìn thẳng nói thật mà hết thời rồi con sự thật nó vẫn là sự thật kha lê, lê này là cái đám xúc vật như henry đã nói các bạn biết nó là cái đám đàn bàn phím đằng sau lưng nó nó canh me những lúc mình lên ở đây là nó cạp bàn phím nó chống đối mình để đánh sai dữ luận nhưng những vật khi mà henry mà chăm ngồi nổ những đối tượng này rồi đó thì henry không có nhìn lầm và sai đâu tại nếu thực chất gia lâm ngân nai này nó có tài cán gì hay ho gì đâu chính sách gì đâu đường lối gì đâu mà nói vừa lựa đự, lựa cái lá cờ vàng để quảng bá quảng cái gì mày quảng bá để mày kiếm đô la tóc lần gì cái đám xúc nhật đạo đức giả ai kêu mày quảng bá trịnh du kêu mày quảng bá tao kêu ổng lên coi ổng làm gì ổng cái sự đối tác của mày với ổng có gì đây ổng không dám lên mày quảng bá về cái gì mày quảng bá hoàng kỳ cho vua thành thái hả vua thành thái đâu có đô la đâu phải không vua thành thái chết từ đời nào làm gì có đô la ổng chỉ có tiền vàng mã cho mày làm sao mà xài được cái xứ cộng sản được mày quảng bá cho trịnh du phải không thì mày đừng nói mày quảng bá Hoàng Kỳ cho dân tộc Việt Nam. Cái Hoàng Kỳ đó còn dài lắm. Lịch sử còn dài lắm. Cái Hoàng Kỳ đó sẽ ghi những cái thủ đạn xúc vật của mày với thằng Quỳnh Quốc Quy trong tương lai. Những cái thủ đạn dân chủ củi mày đều in hẳn như cái lá Hoàng Kỳ đó. Mượn Hoàng Kỳ để kiếm đô la chứ không quảng bá gì cả. Tao đợi tụi bay lên đây mà pháo tao hoài mà không thấy con nhỏ nào lên hết sống bày đàn thì nhiều cho cố vô mà lên live stream thì không có đứa nào lên hết mà lên youtube bằng cái áo hoàng kỳ đi vòng vòng ở việt nam làm màu làm sắc chẳng làm được cái trò trống gì mà nó quảng bá gì lên đây facebook mà nói chuyện với tao bảo vệ hoàng kỳ với tao mày nếu mày yêu cái lá hoàng kỳ đó mày lên đây mà bảo vệ quyền lợi mày đi lên đây mà nói chuyện đừng đứng sau lưng cái bàn phím đó cạp kiếm đô la của thủ đàn của tụi bay mày là cái con nhỏ lâm ngân mai mày đã tạo nhiều cái nick giả để mày PR cho nhau mày tạo dư luận lên và mày làm trong những lúc dầu sôi lửa bỏng để mày tạo lên tên tiếng tâm danh tiếng tiếng tâm của mày để dân chúng dòm ngó vào mày lúc nào mày cũng tự hào mày là một con ca sĩ một con MC nếu mày có khả năng đó mày không làm nghề đó đi nhưng thật chất với mày là con nhỏ lá hám danh tao nhìn ra mày được mày hám danh mày nhìn cái tướng mày như cái hộp mít như vậy ai mướn mày làm MC mày ca mày ca cũng mới còn tao không biết mày ca về cái gì nữa mà mày nói mày là ca sĩ bởi mày bất tài vô dụng như vậy mà mày tư tưởng mày mới cao quá mày không chịu làm thường dân cho nên lúc nào mày không đạt được mục đích. Vì thế có người mày mới dối lòng. Và đeo đổi sự dối trá. Tạo những chứng cứ giả trên Facebook để mà kiếm đô la hoặc con. Tao sẽ nhìn ra được những cái thứ xúc giật tụi bay. Hàng ngày mày thấy không? Tao trên Facebook này thôi. Chứ. Tao chơi một cái truyền thông thôi. Tao không chơi hai ba cái youtube tao tao hãy kiếm tiền được nhưng mà tao không có làm cái điều đó tao không có đánh đổi cái công ăn việc làm tao trên cái mạng truyền thông để lấy tiền tao chỉ chơi facebook này và vô lợi nhuận để giúp xã hội việt nam gỡ rối những cái thủ đoạn súc nhật của tụi bay Tao chưa bao giờ đăng ký những cái chương mục YouTube để tao PR cho bản thân tao. Nhưng hàng ngày tao tốn thời gian trên Facebook này, tao tốn trí não Facebook rồi. Để tao nhìn cái đám xúc vật tao phải sống bằng cái nghề gì. Mấy hôm nay tàn đấu tố như quỷ thì đúng rồi, phải đấu tố. Cái lãnh vực chính trị phải để Lisa làm, và bả tiểu linh sẽ đem đến cho các bạn những thông tin trung thực bạn phải tin tưởng những người đó họ đến việt nam bằng tấm lòng chân thực và những anh em khác nữa còn henry các bạn nghĩ henry đấu tố đúng henry phải đấu những cái lũ súc vật này nè nó cộng chung chẳng khác gì cộng sản để cho cái xã hội facebook này nó không dựa vào những cái dư luận này Nó cạp nó kiếm lấy đô la Có cuộc chiến nào mà không có đấu tố Và không có hy sinh Và không có đẫm máu Và không có tốn tiền bạc không Các bạn ngồi đó cứ chỉ trách suốt ngày đấu tố hoài Bạn cứ dở cái bản mặt thật Cái cái bộ mặt thật bạn lên Và bạn nói với tôi Bạn chỉ trích tôi suốt ngày đấu tố đi Tại sao bạn không lộ diện bản thân bạn? Bạn nứt trong cái bàn phím đó. Và bạn chỉ trích tôi suốt ngày đấu tố. Nếu bạn đừng làm sai đi. Bạn đừng làm những cái hành động giống như cái đám xúc nhật lưu dẫn viên đi. Thì ai không đấu tố bạn đâu. Và bạn làm điều tốt cho dân tộc Việt Nam đi. Thì họ sẽ trao niềm tin cho bạn nữa. Nhưng bạn, bạn lợi dụng cái Facebook này để bạn làm những điều xấu xa, tội bại, xảo trá thì phải có những người như Henry đấu tố để chống lại những cái xảo trá này. Còn anh em khác làm gì lãnh vực truyền thống thì họ cứ làm. Chứ đừng ở đó mà ngồi suốt ngày đấu tố hoài. Nếu bạn có giỏi thì bạn đi chửi suốt vật cộng sản đi. Hằng ngày nó ăn hiếp, nó đè đầu cởi cổ dân tộc Việt Nam đó. Đừng nhìn vào Henry là một nhân vật gì. Quên Henry đi. Mục tiêu của bạn nếu bạn trách Henry là người đấu tố đó. Hôm nay Henry đang bận rộn chửi mấy cái đám xúc vật này nè. Thì bạn thay nhau chửi giùm mình cái đám xúc vật dư luận điên đi. Và cái đám cộng sản đi. Khali ơi. Thì bạn thấy rồi. Tụi này là chung với băng Lâm Ngân Mai nè. Thấy chưa bắt đầu vô bây giờ lóc nó đi cho mày đi nha. Lóc mày luôn. Delete comment. Kéo xuống lóc mày Khali luôn nè. Kali đâu? cho cho mày đi rồi. Xúc vật kali, Ly? Ok. Thấy chưa các bạn? Các bạn cứ nghĩ đi. Mỗi lần Henry trên Facebook mà Henry đụng chạm tới lãnh tụ nó. Hồi xưa Henry đụng chạm tới dư luận viên. Thì cũng có cái đám xúc vật nào đằng sau bàn phím nó đứng vô nó cạp mình. Là nó là cộng sản đúng không? Nó đang làm việc cho cộng sản. Một tháng ba triệu cạp bàn phím. Bắt đầu Henry động chạm tới huỳnh quốc quy thì ca hàng nhiều người phen cuồng hộ và những vô dẫn cạp henry nữa thì đó nghĩa là nó có một cái thế lực sau lưng đang chống lưng nó trong cái lãnh vực truyền thông này nó mới vô đá đấu tố lại henry thì henry đang nhận xét đúng không từ ngày vậy huỳnh quốc quy là phải là người cộng sản không nếu huỳnh quốc quy không phải là người cộng sản thì nếu huỳnh quốc quy không phải là người cộng sản thì ai đứng ra ủng ủng hộ Quỳnh Quốc Quý? Trong khi đó hắn lẽ những cái tay fan cuồng của Quỳnh Quốc Quý lúc nào cũng phải thất sao? Tại vì những lúc Henry làm livestream này là người Việt Nam ngủ hết trơn rồi. Chỉ có những đứa xúc vật đang làm cái cơ quan an ninh mạng đó. Nó mới đang trực ban tại vì văn phòng của tụi nó canh trực 24 trên 24 trên computer thì nó mới làm những hành động xúc nhật này thôi thì đó đến nó chính là cộng sản đó Henry đã dụ mấy cái đứa cộng sản này. nếu mà nó không làm việc cho cộng sản thì tại sao nó lại đứng ra nó binh vực cho lâm ngân mai những đứa fan cuồng lâm ngân mai cái nhóm lâm ngân mai đang hoạt động bây giờ tụi nó toàn là trẻ không à bây giờ tụi nó đã ngủ hết rồi vẫn còn những cái đứa xúc vật trên đây mà binh vật lắm ngân mai nghĩa là ở việt nam không có thế lực nào làm truyền thống được chỉ có cộng sản thôi dân chủ không nhục đâu cộng sản tụi bay mới nhục tụi bay cộng sản tụi bay liếm lát hàng ngày xin ăn quốc tế gia hoài thiên hạ xin tiền chứng cớ rành rành mới bị nhục còn dân chủ không nhục đâu. Nếu họ nhục thì họ đã biến mất trên Facebook này rồi. Hằng ngày họ vẫn lên đây. Để vật chừng thấu tha đó. Cái xấu xa đó. Mày đừng có nói đó là nhục. Cái đám xúc vật tụi bay đang sống ở Việt Nam đó. Vịnh mệnh, mệnh quốc gia đã mất. Dân tộc chuẩn bị đã bán cho tàu cộng. Hàng ngàn trẻ em đã bị mổ bụng lấy nội tạng. Nó là đồng bào của mày đó. Mày đứng lên đi. Mày bảo vệ trẻ em đi. Mày bảo vệ đồng bào mày đi. Thì mày mới không ăn nhục. Tụi tao nằm bên nước ngoài. Tụi tao làm được gì bây giờ? Tụi thấy hàng ngày những cảnh đau thương đó. Tao không làm được gì cả. Tao vắng cố sức. Tao giúp đỡ mà cũng chẳng được. Tụi bay chửi tao nhục tự bản thân tụi bay phải bảo vệ cái quốc gia tụi bay chứ cái xã hội tụi bay chứ trẻ em chứ là thế hệ của tụi bay mà tụi bay nói hay lắm mà bảo vệ hoàng kỳ mà hoàng kỳ là dân tộc đó dân tộc việt nam mình hằng ngày bị bị bắt cóc ngoài đường trẻ em bị mổ bụng lấy nội tạng đó đi bảo vệ đi chuyện đó chính nghĩa hơn đi riêu ra hoàng kỳ làm chi vậy rồi nói tao mang nhục dân chủ gì Dân chủ hay không dân chủ không có quan trọng Quan trọng cái việc làm đó Rồi bay rảnh thì bay đi Đi ra ngoài bắt những cái thằng buôn bán nội tạng cho em ở Việt Nam đi Thấy không Đừng Anh đừng lóc nó hả Anh mở cho nó vô tiếp Muốn không lóc thì không lóc Mình chưa có lóc nó Cho nó vô tiếp Vô nó đi tao chửi mày chứ Chút giật Mày đừng có chọc tao chửi mục tiêu là tao á tại vì muốn chửi nó nhưng mà nó nói nó nó bậy quá mình không muốn lèo lái nó mình phải cho nó đi kha lý ơi nó nó bậy quá là mình nói chuyện không được Bạn thấy, bởi vậy, một dân tộc trong thời điểm này rất là cần sự đoàn kết. Nhưng trong dân tộc hai bên cứ đấu đá hoài thì bảo đảm nội bộ sẽ có chuyện và kẻ thù tào cộng nó sẽ tiến hành cái sự hoán hóa nhiều hơn. Nó canh những lúc người Việt Nam không đoàn kết chửi rủa với nhau. Rồi nó sẽ xâm nhập và coi như là thủ độc coi như là coi như là đọc người việt nam mình đó những lúc này nè tội ác của tàu cộng nó đã phơi bày ngay việt nam không còn ai có thể che bít được mà họ vẫn bưng bô họ liếm láp thì bạn nghĩ coi Jimmy Nguyên các bạn ơi để mình Henry nói đủ rồi <laughs> Không sao đâu Lâm Ngân Mai này là Henry sẽ chăm ngồi nổ Một vài bữa nữa Những người anh em bên hải ngoại Họ sẽ công kích con bé Lâm Ngân Mai này Cho nó dân dơ nó luôn Tại vì đứa nào mà dám Lợi dụng đá cờ vàng Chụp lại đó là lứa đó đã đụng chạm tới kiều bào hải ngoại rồi các bạn nhìn những cái thủ đoạn của nó đi nó làm chẳng làm được cái trò chống gì cả nó bằng những cái đó chỉ pr cho nhau kiếm tiền trên youtube thôi trên mạng truyền thông thôi chứ mục đích của nó chẳng có cái trò chống và đường lối và chí hướng gì cả joseph nói là có lời khen henry đừng mắc ngu cộng sản, cứ tiếp tục con đường đấu tranh cho chánh nghĩa, đó mới là đấu tranh không hoang. Cảm ơn Henry. Cộng sản, thầy Henry không có tài việc nó. Cộng sản để chị Lisa, chị làm việc hàng ngày chương trình của chị. Còn Henry là người ủng hộ và góp sức. Henry sẽ giải quyết những cái hệ lụy bên hông đằng sau lưng của cái sự chính trị này nè để một nhân vật nào đó họ có thời gian và tâm sức làm tốt một điều cho người đó cho xã hội việt nam chứ bây giờ henry có nghĩ tài nghĩ sức hay sao hay như anh du cũng vậy cứ nghĩ tài nghĩ sức mà đem cái lá cờ vàng ra hoạt động mà mình không biết ảnh hoạt động cái gì nữa làm cái gì nữa mà để cái đấm cái đám dân chủ cụi này nó cấm sừng trên đầu hoài không phát hiện tiền mất tật mang sỉ nhục đem vào người rồi lại tránh né sự thật đồng ý cái tấm lòng của anh cũng đem đến cho nước nước Việt Nam đó nhưng mà cái tài cái sức mình phải nhìn rõ là mình có hay không nếu cái tài cái sức đó mình không có thì mình phải dành cái chỗ đó lại cho một người nhân vật khác Họ làm tốt cái công việc đó hơn Mình sẽ góp tài góp sức mình vào một lãnh vực khác Nó ý nghĩa hơn Vậy thôi Chứ ai cũng ỷ tài ỷ sức Lên facebook này Chửi Cộng sản Đã kích Cộng sản Rồi tự hành động Tự quyết định Cuối cùng tay quầy ra cũng chẳng có trách nhiệm đứng ra trên cái facebook này mà dàn xếp nữa. Giờ đấu tranh làm cái đéo gì nữa, toàn đấu tố nhau, chia rẽ cộng đồng, mất niềm tin. Cộng đồng là ai là cộng đồng? Không ai chia rẽ cộng đồng cả. Cộng đồng là một khối chung. Nhưng mà cộng đồng đó chia ra nhiều nhóm. Những cái nhóm đó làm theo những cái quyết định của cái nhóm đó và một nhân vật đó không ai chịu ngồi họp lại và hiểu và đem vô cái trách nhiệm mình phải làm gì và phải nhường những cái trách nhiệm khác lớn lao hơn và đúng lãnh vực và khả năng của người ta thì người ta làm chuyện đó mới đúng được còn ai kiếm nhau chống cộng và ai cũng đi quyên góp và ai cũng gửi tiền về nuôi dân chủ cội âm thầm mà làm thì như vậy là cộng đồng sao Bây giờ cộng đồng nó rối tung lên là do ai? Do nói bây giờ chia rẽ. Cộng đồng là mỗi thành viên mỗi công việc ăn việc làm mỗi cái công việc làm cho Việt Nam hiện tại bây giờ phải có trách nhiệm lấy. Người nào sai thì phải biết sửa. Còn không còn nghĩ nữa, còn nghĩ cái tôi mình lớn quá thì phải giải quyết thôi. Tại đúng tại vì ra sao đừng nói chia rẽ thực chất ở đây là cộng đồng nhưng mà không bao giờ mà ngồi bàn luận và họp lại mỗi nhân vật mỗi thành viên làm những cái công việc vì mạnh ai nấy làm mạnh ai nấy quyên góp tiền bạc để cộng sản nó đánh vào dân chủ cũi và nó gạt tiền tiền bà hải ngoại hôm nay mới mang cái nỗi nhục này rồi nói là chia rẽ cộng đồng đó là yếu điểm phải giải quyết. Họ muốn nói mình đấu tố hay minh bạch thì không có vấn đề. Tự bản thân họ biết lấy. Tại sao lúc họ ra họ quyên góp tiền bạc đó? Họ không suy nghĩ chính chắn. Họ không có kế hoạch. Và họ không có cho người đằng sau lưng theo dõi đối tượng. Để họ ủng hộ, họ quyên góp, gọi là support đó. Họ cứ âm thầm họ làm, mù quáng và họ trao cho một nhân vật đó một niềm tin mù quáng rồi hôm nay bị gạt đó là cái vấn nạn hiện tại người dân việt nam không khổ đâu bạn chỉ có lũ phản động về việt nam người dân mới khổ hiện tại bây giờ những cái lũ phản động không ai về việt nam cả họ về việt nam họ làm gì tại sao cái lũ phản động chính là cái đám súc vật cộng sản đó nó đang âm thầm bán nước nè cái con nhỏ liên la, nhi mai này nè nó đang âm thầm bán nước trao cho tàu cộng vậy tụi bay là ai là phản động tụi bay là phản động tụi bay ký hợp đồng Phóng phong xa tụi bay nhắm mắt làm ngơ cho vàng khoan chín tám một hiện tại bây giờ đang hút dầu tại biển vũng tàu ai là lũ phản động Tụi tao phản động, tụi tao lấy được một đồng gì ở nơi người Việt Nam. Tụi tao có tăng thuế phí, hà sách những cái thuế má bất đồng không? Không có. Bây giờ xin lỗi các bạn, mình đã đến chương trình này xong rồi, bây giờ mình sẽ đi làm. Hẹn các bạn lại. Chúc cái, cái lũ chửi tao phản động, tụi bay ăn cứt tao hỏi xíu, tụi bay ngu đi, tụi bay ngu nhiều xíu, tụi bay đấu tụi tao là lũ phản cái thằng trọng Lú mới là cái thằng phản động đó thằng ngày nó để ta cũng giết dần giết mọi người dân việt nam vào. Tụi bay yêu cái thằng hồ bả chó chữ ta là phản động mau đi ra chống tàu đi cái bay các bạn nha cái lũ xúc vật chửi là phản động Tụi bay mới là cái thằng cụ trẻ bán nước đó